việc phải đợi thật lâu để được nói chuyện với bạn bè mình. Trừ những lúc thật xấu hổ, khi nách áo bạn đầy mồ hôi và có những vết ố vàng. Eo ơi! Hãy dùng một chiếc khăn bình thường hoặc khăn pashmina, choàng qua đầu. Dùng cả hai tay để giữ các góc khăn dưới cánh tay, nhưng vẫn nằm trước ngực bạn. Buộc hai góc khăn lại như thế này. Bây giờ thì đến phần thú vị rồi. Hãy kéo nút thắt này qua đầu bạn. Xem này, giờ bạn đã có một chiếc áo khoác cực ngầu để che đi những vết ố xấu xí rồi. Đỡ đòn đi nào mùa hè. Đã bao giờ bạn đang xem Netflix mà tự nhiên bị rách quần áo không? Đừng lo, bạn có thể xử lý nó mà. Bạn chỉ cần một chiếc kéo và một chút sáng tạo thôi. Cảm giác có ích, thật tuyệt phải không nào? Hãy đặt chiếc quần rách của bạn trên một cái bàn. Gấp đôi nó lại, sao cho ống quần này nằm trên ống quần kia. Tìm góc quần bị lòi ra, đó chính là phần đũng quần bạn cần sửa. Khi làm cho chỗ rách ấy to hơn, bạn đã có thể chui đầu mình vào đó. Bây giờ hãy luồn tay vào ống quần. Bây giờ chúng đã thành tay áo rồi. Chà, chúng vừa vặn quá đi mất. Và bạn đã hoàn thành rồi. Một chiếc áo lửng đáng yêu, bạn có thể mặc khi tập thể thao hoặc nằm dài trên ghế để xem tiếp Netflix. Này, chúng tôi không đánh giá bạn đâu. Bạn đã mong ngóng bữa tiệc này cả tuần rồi. Ôi, chào gái. Đợi đã, cô ấy mặc y chang mình. May mà bạn có một bầu trời sáng tạo để giải quyết điều này. Kéo chiếc váy ấy lên ngực. Dùng một cái dây thắt lưng, bản mỏng hay dày cũng được, và thắt nó lại ngang eo mình. Mặc chung với một chiếc áo khoác jean, và xem này, bạn đang mặc một chiếc váy tiệc tùng mà chẳng có ai có thể đụng hàng. Nào, xoay một vòng cho chúng tôi xem đi, bạn muốn như thế mà. Thấy không, chẳng cần cãi nhau vì đã có sáng tạo rồi. Ăn mừng nào! Bạn đã bao giờ ngủ dậy thế này chưa? Ngủ dậy trễ thật tồi tệ. Bạn có đủ thời gian để lên đồ không? Đến lúc biến những bộ đồ ngủ này trở nên sang chảnh rồi. Kéo quần xuống và luồn cả hai chân vào một bên. Bây giờ thì kéo chiếc quần ấy lên ngực, túm gọn chiếc ống quần kia lại và choàng qua đầu. Chà, trông phong cách quá đó chứ. Trời, đồ cùi bắp. Đi giày cao gót và cầm theo chiếc túi xách. Và thế là xong. Và giải thưởng dành cho trang phục tuyệt nhất thuộc về. Thật dễ để tập trung khi ở chỗ làm. Bạn chẳng nhớ gì về cuộc hẹn với mấy cô bạn gái cả. Đừng lo, hãy kéo phần dây của chiếc áo trong qua bên kia đầu. Như thế này. Thế là xong. Ai mà biết được, cách biến những trang phục công sở thành đồ đi quẩy lại dễ thế chứ? Và đó chính là bí mật nho nhỏ của bạn. Ôi, đến giờ lên đồ đi chơi rồi. Mặc gì đây, mặc gì đây? Cái này sao? Không, quá nóng. Áo len à? Cũng không ổn. À, tôi quên mất cái quần short mua hồi hè năm ngoái. Dễ thương cực. Vâng, ta đã tìm được nhà vô địch. Vâng, vừa vặn quá luôn. Khoan đã, ôi trời, mông của tôi trông to quá. Nó bị ngắn đi nhiều rồi. Thử cách này đi. Bôi keo dán ở phần rìa ống quần sau. Tìm một miếng vải mà bạn thích. Vải ren là một lựa chọn tuyệt vời.
Ôi, đừng quên dán nó lên ống quần trước đấy. Dán rồi nhấn. Này các bạn, bạn thích chúng tôi thực hiện món thủ công nào? Hãy bình luận ở dưới nhé. Đừng quên cho video này một like nếu bạn muốn xem tiếp các video của chúng tôi. Ai mà biết được, chiếc quần short cũ lại đáng yêu thế này chứ. Chúc mừng, mong bạn đã không còn gây rắc rối nữa rồi. Tuyệt vời! À, không còn gì tuyệt hơn việc dành cả buổi chiều để xem bộ sitcom bạn thích đâu nhỉ. Này, chúng ta có hẹn mà, nhớ không? Lên đồ đi, Haley! Tiết kiệm thời gian bằng cách mặc chiếc áo thun oversize của bạn theo một cách mới, kéo cánh tay bạn qua cổ áo, rồi kéo áo xuống eo. Giờ thì hãy lộn những cái tay áo vào trong. Chà, mấy chiếc túi dễ thương. Quả là cách thay đổi trang phục dễ nhất phải không? Đi thôi! Hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để được thông báo về những video mới nhé! Trời, nhìn vết cà phê trên áo trắng này. Eo ơi! Cũng may cho Haley, chưa hết hy vọng đâu. Xem này, hãy dùng một chiếc bút dạ hoặc bút bi và vẽ quanh vết cà phê. Thật đấy, xem chúng tôi làm này. Đống rắc rối này đã trở thành những hòn đảo cà phê hay ho ấn tượng đấy. Có phải chiếc áo mới này trông còn xinh hơn cái áo trắng nhạt nhẽo lúc trước không? Bạn thích những mẹo vặt cho quần áo này không? Tuyệt quá đó chứ! Và nếu bạn không thể thực hiện ngay lần đầu thì cũng đừng lo. Bạn cần dành một chút thời gian để luyện tập. Dù là bạn đang đi làm muộn hay đang gặp vấn đề với trang phục của mình thì chỉ cần một chút sáng tạo và hít vào thật sâu để giải quyết chúng mà thôi. Bạn làm được mà, cô nàng thời trang! Cảm ơn vì đã theo dõi, nhớ đăng ký kênh của chúng tôi nhé!